Rồi sao đủ chưa quý vị ơi? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa chư quý vị, vừa qua là phần lễ kỷ niệm, phần tiếp theo là phần cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và người quá giảng được siêu thoát. Mà Đức Thầy có dạy, hãy ráng cầu cho cha mẹ được hưởng điều phước thọ. Lúc cha mẹ quá giảng, hãy tu cầu cho linh hồn được siêu thăng nơi miền Phật cảnh thoát đã trầm lưng. Vì thế nên hôm nay, nhân dịp cúng kỷ niệm có phần đông người, cũng tổ chức cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và ông bà. Vị nhận thấy giờ trang nghiêm sẵn có, kính mời chư quý vị cùng tôi hướng diện về ngôi Tam Bảo cùng xá ba xá. Xá xong kính mời tất cả đồng quỳ. Quỳ xong đồng chấp hương đưa lên trán, bắt đầu khởi nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con thành tâm cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ và ông Trần Văn Phú, bà Lê Thị Nghiêm, nhân ngày lễ kỷ niệm, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh được thoát vô quê đồ giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Kính mời xá già đứng lên. Kính mời cùng xá và mời ban nghi lễ thu hương để dâng lên ngôi Tam Bảo. Trong khi chờ đợi cấm hương, kính mời quý vị chắp tay vào ngực niệm Phật để giữ phần chánh niệm. Và kính thưa, lễ cấm hương đã xong, kính mời quý vị xá và đồng quỳ. Quỳ xong đồng lại Phật cúng lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Cúng lại, kính mời đồng đứng lên. Kính mời xá. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và kính thưa, cầu nguyện đợt nhất đã qua, tiếp theo đợt 2, đợt 3 miễn hương. Kính mời quý vị.